Ngày hôm nay thì em có lên hai thiết bị gửi cho một bác khách ở Bắc Giang anh em nhé. Bác khách này thì trước đã lấy một con micro BF9100 này bên em nhé. Với bộ mic Crow này thì là hàng chính hãng. Trước bác có lấy trước là một bộ mic này để ghép với âm ly. Thì hiện tại thì cái âm ly nhà bác nó có vấn đề trục trặc. Đâm ra là bác muốn bác liên hệ với bên em là ghép cho anh một cái cấu hình, và với cái cấu hình làm sao chất âm nó hay hơn âm ly mà dễ chỉnh như âm ly anh em nhé. Thì ngày hôm nay thì em có ghép lên một cái cấu hình giá rất là bình dân cho anh em để anh em cùng tham khảo. Và với cái cấu hình này thì anh em quên đi những cái âm ly, thì hôm nay cũng ghép cho bác khách ở Bắc Giang anh em nhé. Với combo đồng bộ này của Lợi Cao Tích, cái bộ BF9100 này là một trong những cái bộ mic chính hãng mà bên em bán rất là nhiều trên thị trường, và anh em tin dùng, giá của bộ này rất là tốt anh em nhé, giá rất tốt. Anh em có thể liên hệ trực tiếp thì em sẽ báo giá trực tiếp với bộ BF9100 này, giá cực kỳ tốt. Đó. Quay trở lại với combo đó là con van LS6 và con cục đẩy PL2.6, thì nhà bác khách đi trước dùng âm ly rồi thì bác quen chỉnh trên âm ly, thì với cái cấu hình này rất là phù hợp anh em nhé. Cái đầu tiên là cái âm ly nhà bác công suất nó chỉ 150 đến 200W thôi, nhưng mà với cái cục đẩy PL2.6 này thì nó công suất là 600W một kênh anh em nhé, thì nó rất dễ dàng phù hợp cho anh em sử dụng cái đôi loa mà nó ra được hết chất âm. Ví dụ như đôi loa bát 30, đôi ba loa bát 25 thì nó sẽ ra được hết cái chất âm của cái loa của mình anh em nhé, để sử dụng con PL206. Và cái chiều sâu của con cục đẩy này nó rất là ngắn, nó chỉ 30 hơn 30 cm thôi, nó như một chiếc âm ly luôn, nhưng mà công suất nó khỏe gấp 2 gấp 3 lần chiếc âm ly nhà mình anh em nhé. Ấy, 600W thì cái âm ly nhà bác nó chỉ cái Jaguar ấy nó chỉ là 150 đến 200W thôi, mạnh gấp 3 lần nên cái tiếng của nó sẽ rất là chắc, và kể cả cái tiếng mic đây anh em cũng nghe nó rất là lực đúng không ạ. Với cái cục đẩy PL206 thì bên em đang khuyến mại giá chỉ còn là 4 triệu anh em nhé. Trước thì là 4 triệu rưỡi nhưng bây giờ là 4 triệu anh em nhé, với cái giá cực kỳ tốt cho anh em. Với cục PL206 này thì anh em như em nói rồi, em đã test rất nhiều các video có thể chơi tốt những cặp loa bass 30 anh em nhé. Tiếp theo cái về phần van, bác là muốn chỉnh hay như còn hay hơn cả cái âm ly nhà mình thì anh em sử dụng con van cơ lai số này, đó là con van LX6. Con LX6 này là một trong những chiếc van cơ lai số, cái chất âm rất là hay, anh em cùng đeo tai nghe nhé. 6 7 8 9 anh em thể nghe thấy cái chất âm, cái tiếng echo, tiếng gì vậy của nó rất hay đúng không? 1 2 5 6 7 8 9 tiếng rất là dày. Thì với con van này thì 100% là anh em chỉnh tay em nhé, 100% chỉnh tay. Thì ngoài cái chỉnh tay ra nó có chất âm như vang số và chỉnh tay các chế độ như vang số anh em nhé. Máy quay có thể đưa gần vào để anh em cùng nhìn. Nó có delay này, delay này, repeat này, reverb time này, có echo và reverb. Con này khác với những cái con vang, nhiều con vang trên thị trường nó rất giống con này, nhưng nó không có cái nút reverb và echo anh em nhé. Nó chỉ có delay, repeat và reverb thôi, chứ không có reverb và echo. Nó hay ở cái nút này, ở cái là ví dụ đây anh em đẩy lên 6, 7, 8, 9. Ví dụ anh em thích echo nhiều, anh em tăng cái nút echo này lên, đẩy sang bên tay phải thì nó rất là nhiều echo đúng không? Nhưng nhiều muốn reverb thì anh em có thể tăng sang reverb thì nó toàn tiếng vật thôi. Anh em nghe chưa? Đây, toàn tiếng vật. Đó, đúng không? Đây là một trong những cái con van nhìn rất nhiều con van trên thị trường nó giống con van này em nhé, nhìn rồi thì nó rất giống, nhưng mà nó đổi lại cái là nhiều con van ấy nó chỉ có delay, repeat, reverb thôi, nó không có reverb echo. Ở đây chúng ta có thể chỉnh được cái reverb echo rất là hay. Anh em thích hát chuyên nghiệp thì một ít echo thôi anh em nhé, nhiều reverb lên, hoặc là anh em hát không chuyên nghiệp thì anh em tăng echo lên và ít reverb đi anh em nhé. Đây là tăng echo, nhiều gì tăng echo giảm gì vợt anh em nhé. Và đây là giảm echo tăng gì vợt đấy, anh em nghe nó khác nhau đúng không ạ? 1 2, đúng không, rất là hay với con vang này. Và nó có phần nâng tiếng, exciter nâng tiếng anh em nhé, exciter nâng tiếng, đúng không, rất là dễ. Anh em thể chỉnh exciter, nó sẽ hiển thị trên cái màn hình này 6 7 8 9 đấy, nghe tiếng mic nó khác đúng không, không được nâng lên.
tăng lên này, anh em có thể nghe cái tiếng mic nó rõ nét đúng không ạ? Sau 7, 8, 9 đây giảm đi này, giảm đi này, nghe cái tiếng nó bí hơn đúng không? Anh em nghe tiếng nó bí hơn, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 đấy tăng lên này, nghe nó thoát tiếng hơn anh em nhé. 6, 7, 8, 9 đó. Ngoài ra thì anh em có thể chỉnh chỉnh bass mid check của phần mic, bass mid check của music rất là dễ đúng không ạ? Con này thì có hỗ trợ luôn cả AUX2 này. Có Bluetooth, có USB, có cổ quang optical, có đường AUX1. Đấy thì anh em thể thấy là một con vang nó rất là hay, có chống hú luôn. Anh em ấn vào nút chống hú nó sẽ hiện on trên này anh em nhé. Nhả ra thì không sử dụng chống hú, và như với con vang này nó chống hú rất là tốt anh em nhé, chống hú cực kỳ tốt. Đấy thì mấy con vang này với giá chỉ 2,6 triệu thôi, xin lỗi tất cả anh em, 2,8 triệu anh em nhé, 2,8 triệu với con cục đẩy 4 triệu thì chỉ với giá là 6,8 triệu anh em nhé. Thì anh em thật sự là nó giá còn rẻ hơn một chiếc âm ly anh em nhé. Những một chiếc âm ly nếu mà anh em mua những cái dao quang bây giờ nó cũng rơi tầm khoảng độ 7-8 triệu anh em nhé. Nếu mà đấy là âm ly xịn anh em nhé, âm ly xịn, vì đây là đồng bộ của lưới Geotech, cũng là hàng chính hãng anh em nhé, chính hãng, đồng bộ của lưới Geotech. Còn anh em mua một chiếc âm ly chính hãng bây giờ nó rơi đến tầm từ 7-8 triệu, nhưng mà chất âm chắc chắn là sẽ không được như cái chiếc vang và chiếc cục đẩy này anh em nhé. Và thêm nữa anh em có thể nâng cấp, sau anh em chán con vang này anh em có thể nâng cấp một chiếc vang cao cấp hơn, đắt tiền hơn để anh em vẫn giữ được cục đẩy. Và như với anh em muốn nâng cấp một cục đẩy công suất 4 kênh thì anh em có thể thay cục đẩy này đi và giữ nguyên được con vang này, chất âm vẫn như vậy, rất là tiện đúng không ạ? Và chỉ với 6,8 triệu thôi anh em nhé, không tội gì mà phải mua chiếc âm ly cả. Đấy, mic thì nhà bác có sẵn rồi, bác chưa mua mic BS9100, bây giờ bác sử dụng nâng cấp cặp đôi này nữa. Thì ok, không để anh em chờ lâu, em sẽ hát thử cho anh em cùng nghe anh em nhé. Em sẽ để nhiều echo một chút. 6,7,8,9 6,7,8,9 anh em cùng đeo tai nghe nhé. Sau em sẽ hát trực tiếp. Đêm nay trên phố mưa tơi bời, lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi. Làm sao cho em vui, còn ai cho em vui? Bằng một nụ trên đôi môi ôi tuyệt vời. Đêm nay anh biết em thương nhiều. Buồn tay trên đám khuya quạnh hiu, nhìn mưa rơi hợp mơ ta chung đôi, để quên trên mi môi bao giờ vơi. Biết biết còn ai vui đêm nay, biết còn ai vui đêm mưa mưa vẫn lạnh lùng, mưa bay ngăn cách bọn mình đêm nay. Mưa vẫn rơi êm đềm, bài ca em vẫn gom một đêm để cho anh yêu em, để cho em yêu anh. Chào nhau bao giờ quên. Anh thấy anh em phải nghe thấy cái chất âm đúng không ạ? 1, 2 cái tiếng echo và tiếng gì vật nó rất là hay đúng không ạ? 1, 2, 5, 6 tiếng rất là dễ, rất là lên tai anh em nhé, và tất cả đều là dễ chỉnh. Ngoài ra anh em muốn tinh chỉnh cái phần nhạc, anh em muốn tinh chỉnh bass chép tăng lên, muốn nghe nhiều bass hơn thì anh em chỉnh ngay trên phần music anh em nhé. Muốn nghe chép cao hơn thì anh em chỉnh trên phần chép. Đấy, một trong những cái tinh chỉnh cực kỳ dễ dàng và tinh chỉnh dễ hơn là một chiếc âm ly anh em nhé. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mua cái combo này
thì anh em thể liên hệ trực tiếp, và bây giờ em sẽ đóng hàng và chuyển cho bác luôn. À, cảm ơn bác đã tin tưởng nhé. Bây giờ là mua lần thứ hai rồi. Cảm ơn tất cả anh em. Hẹn anh em những clip lần sau anh em nhé. Chào tất cả anh em. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.